Đó. Tôi là một bệnh nhân bị thoát vị đi đệm. Từ cuối năm 2021, tôi đi chụp MRI và phát hiện rằng các đĩa đệm N3, N4, N5 của tôi bị hư hỏng nặng. Vì là nó trên phim MRI nó có màu sắc đen xì và các chất nhờn trong các đĩa đệm đã bị chảy hết ra và các đĩa đệm đã bị xẹp xuống và không còn khả năng để hấp thụ tức là chất dinh dưỡng để phục hồi. Cho nên là tôi đã đến gặp nhiều bác sĩ tư vấn và các bác sĩ có người thì yêu cầu mà bảo là đi mổ, có người thì bảo là không nên mổ vì nó rất nguy hiểm, nó chỉ 50-50. Và tôi qua thực tế là thấy có một số người mổ mà đến 3-4 năm nay vẫn nằm một chỗ hoặc là đi lại rất là khó khăn. Cho nên tôi thấy tôi là người ưa hoạt động mà nếu mà mổ mà nằm một chỗ như vậy thì tôi không thể chịu được, nên tôi đã tìm đến cái bác sĩ Hu Văn Kiều là sử dụng cái phương pháp là dùng các phương pháp điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu nắn chỉnh xương khớp và trên các máy chuyên dùng, và tôi thấy là rất là có hiệu quả với tôi. Bây giờ các vừa rồi chụp lại phim X quang thì thấy các đốt sống của tôi đã được không còn cong vẹo như trước. Trước đây là khi chưa điều chỉnh thì cột sống tôi bị cong 17 độ và đến hôm nay đã chỉ còn có 3 độ, như thế là rất tốt. Và như vậy là các đốt các đệm của tôi đã được làm dày lên, và điều đó nó thể hiện là nó cái đệm này nó có khả năng hấp thụ thức ăn chất dinh dưỡng lại để nó phục hồi lại và nó làm cho tôi đỡ đau và đỡ tê bì hơn trước. Và tôi hy vọng rằng trong một thời gian không xa các cái bệnh tình của tôi sẽ được phục hồi. Đó là điều mơ ước của tôi và tôi rất cảm ơn Dr. Hugh Văn Kiều đã có cái phương pháp chữa bệnh này không phải mổ, không phải đau đớn gì mà tôi vẫn đi lại bằng xe máy hàng ngày và các hoạt động của tôi vẫn không bị ảnh hưởng. Và tôi bác Dr. Hugh Văn Kiều còn cung cấp cho tôi một cái thiết bị, tức là cái áo nẹp bằng nhựa. Tôi thấy là tôi mang vào trong người thì tôi thấy là tôi không cảm thấy là nó giảm cái đau cái đau rất là nhiều và có thể cảm thấy không 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 cảm thấy cái sự đau đớn nữa, và cái tê bì của tôi cũng đã bớt rất nhiều. Tôi thấy là cái áo nệm này rất là tốt cho người, nhất là khi quá trình đi xe máy. Mà theo bác sĩ nói rằng là Việt Nam mình người đi xe máy nhiều quá là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, nhất là cái đường xá giao thông của Việt Nam vẫn chưa tốt. Mỗi lần trời mưa hoặc đêm hôm mình đi không cẩn thận mà đi qua các ổ gà thì nó tác động lên cái cuộc sống là nó rất rất lớn, nó ảnh hưởng cho cái cuộc sống dễ bị thoái hóa và cái đĩa đệm của con người sẽ rất chóng bị hư hỏng. Cho nên là tôi thấy là cái áo áo nẹp này là một cái thiết bị rất tốt để giúp chúng ta đi xe máy trên đường dài hoặc là đi những cái đường cái giao thông không thuận lợi, là giúp cho chúng ta có đảm bảo là ổn định được sức khỏe, ổn định được cái cuộc sống của chúng ta. Và cuộc sống là tôi thấy là rất là quan trọng đối với sức khỏe của một con người, và nhất là người Việt Nam chúng ta thì hầu như người nào cũng 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 đi xe máy, vì xe máy là cái phương tiện vận chuyển của hầu như tất cả các gia đình của Việt Nam. Cho nên là tôi thấy là để mà
đi xe máy đảm bảo an toàn, không bị ảnh hưởng đến đến sức khỏe, nhất là cuộc sống. Thì nếu mà đi đeo cái áo nệm này vào thì rất hiệu quả. Đây là cái áo nệm, đây là cái áo nệm mà tôi và Dr. Kiều cung cấp cho bệnh nhân là tôi. Tôi thấy là tôi mang vào thì nó cũng rất là thoải mái, vận động, không có khó khăn gì. Đi lại hoặc là ấy là nó cũng rất là thoải mái, không có, và nó quan trọng là nó làm cho cái bớt cái đau ở cái đĩa đệm và cái chân nó bớt bị tê. Tôi thấy là rất hiệu quả và nó. Hi everyone, in Vietnam, my name is Dr. Hugh Van Kieu, and I had the great privilege of taking care of Mr. Vu Nam. He came to my office, he was complaining of low back pain, and he expressed he has a very serious degeneration. And he was in severe pain, had numbness down the leg, and he also had scoliosis. He had a 17 degrees curve with a lot of rotation going to the inside of the curve, which means that it has a very good chance to progress. And I was not expecting him to do this well, but he gave everything he got. He tried really hard. He did not complain, and the pain decreased significantly for me to have the confidence to be a lot more aggressive to fix his scoliosis. And really challenge his brain to activate the correct sequence of nerves and muscle to not just help him with the scoliosis, but also to help with the disc condition and also the bone spur or bone degeneration. And so he did a wonderful job. Everything I asked him to do, he did it, and much more. And I can't be more proud of Mr. Nam. And I hope you know, people in Vietnam will understand what he just said, because when you ride a scooter in Vietnam and you go over one of those big pothole, or ổ gà they call it in Vietnam, the force that's generated when you go over something like that is very high depending on how fast you go on the scooter. So if you have a disc problem, you might want to minimize riding a scooter, or at least come into a clinic and get your back examined so that you understand more about your condition, what you should do and what you should not do to prevent your condition from getting worse and possibly reverse it, just like Mr. Nam here. And I'm very proud of him. So thank you, Yu Nam. And here, get on you. I'm so happy for him. And thank you very much for watching the video. Take care.